Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi tối của ngày 18 tháng 9. Con có truy cập được một nội dung thông tin mà muốn chia sẻ đến mọi người, chia sẻ đến gia đình chúng ta. Thì một nhà báo cũng khá là nổi tiếng đã nói về Tô Viện Minh Đạo cũng như là Sương Minh Đạo, và nói gì về việc mà Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại đẩy sư Minh Đạo rời khỏi Tu Viện Minh Đạo ha. Vụ việc này cũng rất là hay ho đó, rất là hay. Và trước tiên thì cũng cảm ơn chú đã dám nói lên những cái sự việc mà có rất là nhiều người không dám nói lên. Thì cô chú anh chị biết thì riêng về giáo hội, nó là một cái cơ sở cấp quản lý của nhà nước, cho nên khó đụng đến lắm, khó đụng đến lắm, rất là khó. Những cái người mà thấp cổ bé họng thì đừng có mơ mà đụng đến được. Có những vụ việc rất là nghiêm trọng nhưng mà bị xử lý chỉ gọi là cấm thuyết giảng 2 năm, rồi lấn chiếm đất rừng, đất phòng hộ gì đó, nhưng mà giờ cũng chưa có câu trả lời thích đáng luôn. Và đặc biệt là cái năm 2000 mấy đó, mười mấy, thì vụ việc là xa lại tóc làm chấn động, người ta có thể gọi là cú lừa khốn nạn nhất lịch sử về nền Phật giáo, cú lừa khốn nạn nhất. Cô bác chị biết không, thì chỉ đi qua nước ngoài mua cái cọng cỏ gì đó mà nó biết cái nhất à. Cọng cỏ đó là có thật, biết bao nhiêu người đã đi tới bệnh và người ta đã quay video lại, nó tự nhúc nhích luôn. Nhưng mà đó là cho là sao là tóc ha, của anh Minh đó. Anh Minh ở chùa Ba Vàng đó. Và bà Yến, sự việc này cũng gây ra rất là nhiều tranh cãi. Và điều đặc biệt thì thời gian vừa qua đó, cái vụ việc tu viện Minh Đạo đó cùng các em, thì có rất là nhiều người đã lên tiếng vụ việc này. Thì mời quý anh chị mình vào xem nhà báo Mặt Lâm đã nói gì về Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là nói nguyên nhân gì mà là tại sao Tu Viện Minh Đạo lại bây giờ là quyền sở hữu của giáo hội, và nói gì về là vấn đề là tại sao giáo hội lại đẩy sư Minh Đạo rời khỏi Tu Viện Minh Đạo. Mời các anh chị mình vào xem nha. Vâng, những người quan tâm tới Tu Viện Minh Đạo và những đứa trẻ mồ côi này đó rõ ràng là rất là nóng giận khi biết được cái hành động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu đã cương quyết làm những cái điều mà người ta thấy là không có xứng đáng đối với một cái tổ chức cơ sở tôn giáo lớn như thế. Vì sao? Vì thầy Minh Đạo dù có theo thầy Thích Minh Tuệ đi chăng nữa đó, thì cái việc tu hành đó, nó cũng không dính gì tới cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả. Mà hành động này đó đã đưa đẩy những cái số phận mồ côi đó vào cái con đường trần ai rất là khổ sở như thế. Nó làm cho người ta thấy một cái tình trạng rất là nghiệt ngã, thưa quý vị. Cái lòng căm ghét của người Phật tử tại tỉnh Bà Rịa đó thì rõ ràng nó lên cao lắm, chứ nó không phải mà nó bình thường. Tại sao mà cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa đó lại vì một cái câu chuyện nhỏ, vì một cái người muốn tự tu độc lập theo cái ý của mình lại làm cái chuyện lớn ra như vậy? Cái chuyện này người ta sẽ rất là khó hiểu. Chỉ có một lý do biện minh duy nhất có thể, đó là một cái sự ganh ghét đối với thầy Minh Tuệ, dẫn theo cái sự ganh ghét đối với cái thầy Thích Minh Đạo, thầy sư Minh Đạo cũng như tu viện. Thì cả nhà biết á, không phải ai cũng dám lên nói những lời nói này đâu, tại vì nó khó lắm, nó khó nói lắm. Không phải ai cũng dám nói lên điều này, quá chị ai cũng biết rồi đó. Thật ra thì có rất là nhiều kênh YouTube rất là lớn và có thể gọi là nổi tiếng đó, trên mạng xã hội đó, nhưng mà vẫn bị đánh sập, sập kênh. Thế lực cũng rất là khủng khiếp, thế lực khủng khiếp lắm. Tuy rằng em nói đây, nhưng mà chưa chắc trong thời gian sau của anh chị mình đã nhìn thấy em trên đây nữa. Tại đôi khi đó là cũng cái sự là họ đánh sập kênh em bất cứ lúc nào. Bởi vậy em muốn truyền đạt những thông tin mà đến mọi người. Và cái nhìn nhận của luật sư của mà nhà báo Mặt Lâm đó cho chúng ta thấy một điều, chú nói rất là đúng. Những người này
những con người tu hành này viên về anh thuận thiện thiện thận như đó, đã tìm mọi cách và nhiều lý do để mà xuống á, là bảo rằng là cơ sở tu viện Minh Đạo không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ, không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ, mà xuống điều tra xem xét rồi sợ là sư Minh Đạo lợi dụng các em nhỏ ha, rồi cho sư Minh Đạo là đối tượng. Những cái từ ngữ đó thì các anh chị thấy là nó có một phần là có thể là người ta đã có chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị trước rất là lâu rồi cho một cái âm mưu này, chúng ta kêu bằng cái âm mưu đây. Thì không đơn thuần gì mà cái tu viện Minh Đạo được xây lên bằng cả tâm huyết và đất thì tu của sư Minh Đạo đã tự mình mua và đứng tên, không dễ dàng gì mà lấy được cái mảnh đất màu mỡ này đâu cả nhà. Và mảnh đất của tu viện Minh Đạo màu mỡ nhất á, là khi mà sư Minh Tuệ xuất hiện và rất là nhiều Phật tử biết bộ mặt thật của hai từ ma tăng đó, những cái tên mà thầy chùa đó, những tên mà có thể gọi là mua thần bán Phật đó, lợi dụng hình ảnh của mình là một thợ tu, một người tu hành, lừa gạt bá tánh, lừa gạt Phật tử đó, thì những cái lúc đó là họ mới thấy là sư Minh Đạo là một người chân tu đích thật. Thì vào cái ngày lễ Vu Lan đó, sư Minh Đạo đã mặc cái áo Y Phấn Tạo giống như sư Minh Tuệ đó cả nhà, thì làm cho cái giáo hội của Bà Rịa Vũng Tàu họ rất là buồn vì lại có một người nằm trong giáo hội mà dám làm điều đó. Họ cay chứ, họ cay cú chứ, đúng không cô nhà? Họ cay cú liền. Và họ là những cái người có thể gọi là đại đức, những cái người có thể gọi là tầm nhìn xa trong rộng, những cái người gọi là bị từ bi hỷ xả, không tham sân si, nhưng mà họ lại không đánh đổi lỗi dùng cái từ ngữ là tiền, không bằng tiền và những cái chức vụ, họ không bằng, họ sẽ thua những cái đó quá trời nhiều tiền. Và họ gánh ghép cực kỳ về vấn đề là sư Minh Đạo đã làm, dám làm những cái điều đó trước họ, trước mặt họ. Họ đã phải ra giật giao kế hoạch có thể gọi là khủng khiếp để mà đẩy các thầy vào một cái đường cùng, và các em phải lực đẩy các em đi chứ không để đó được. Đó là trong đầu của tụi nó nghĩ là đây là cái mầm mống, cái mầm móng để mà sau này có thể là đánh bại họ. Bây giờ có một số chùa nó giống như là một cái công ty, có thể gọi là công ty du lịch tâm linh đó cả nhà. Họ giải quan giải nghiệp rồi ôi vân vân, bán vé vào cổng đủ thứ hết, cái nhà thấy mắc cười lắm. Không riêng gì mà em nói đâu, ai cũng biết điều này. Và điều quái quâm thay á, tụi nó là có những không có sự từ bi của người tu hành, cũng như là nhà báo Mạc Lâm cũng có nói, tu hành mà không có một sự từ bi, không có một cái suy nghĩ duyên gì cho mình, không có suy nghĩ về cho người khác nữa, thì có đáng là một người tu hành hay không? Các anh chị thấy thì sư Minh Đạo hiện tại giờ còn nằm ở ngoài vùng bão lũ ấy, để mà khắc phục hậu quả, giúp những người dân chúng ta góp sức theo cái câu là lá lành đùm lá rách, mà theo cái phương nền Phật giáo đó, kêu bằng là từ bi hỷ xả đó, cúng độ phù gì độ chúng sinh đó, đó là cái sự việc mà rất là hay ho đó. Và tại sao tụi nó không thấy quang minh đâu, quang minh đâu, rồi thiện thận đâu? Đó, những cái người mà bài mưu tính kế để mà lập đẩy ngài ra khỏi tu viện Minh Đạo đó. Và đáng cay hay là các em nhỏ hiện tại bây giờ là lang thang cái nhỏ lần thứ hai đó, đẩy các em vào những cái gì, những chỗ mà có thể gọi là mái ấm. Mái ấm không phải là mái ấm đâu, các anh chị thấy mái ấm hoa hồng không? Biết bao nhiêu người tôn là Phật sống mà cuối cùng thì bộ mặt thật đâu phải đơn giản như đâu. Bảo trợ xã hội đó, nó cái gì nó cũng góc khuất hết. Có nhiều người họ hỏi tiền của thầy sư Minh Đạo đâu mà ra, thì Phật tử cho thầy để mà lo cho các em, và thầy lo cho các em đầy đủ thì thầy lấy cái đồng tiền đó để mà thầy lo lại cho bá tánh, lo lại những cái người khổ. Và cuối cùng bây giờ thì thầy sao? Thầy vẫn là một cái người chịu thiệt thòi nhất, tới bây giờ luôn thì thầy vẫn lo cho người khác, thầy không có lo cho bản thân mình luôn.
treo leo lỏ suối cổng những người già đi. Những cái hình ảnh thật là đau xót quá anh chị, khi mà chúng ta không nói quá. Bây giờ bọn họ hiện tại là cái bọn thợ tu là gì, ngủ là trăng im niệm mắm nè. Đó. Con số bây giờ là dám dám bảo đảm mọi người số có thể gọi gái ngủ luôn. Mà sư minh đạo lại còn ở đây ở ngoài ngoài vùng Bắc ngoài để mà phụ giúp một tay để mà lo cho bà con dùng bảo lộ. Chúng ta thấy ấm lòng không? Chúng ta rất ấm lòng khi mà vụ việc này mà sư minh đạo thấy em mà theo dõi ngày rất là nhiều. Và em mong rằng là em sẽ có được gặp đủ cái duyên, đủ cái phước phần để mà gặp ngài. Cuối video thì con xin chúc cho cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con xin chào cô chú anh chị mình và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.